Sư quý vị, Bảo Khanh và Lâm Hùng cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tầng của đài IPC TV để tiếp tục theo dõi phần 2 tin tức tổng hợp. Kính thưa quý vị, phần tin thế giới đầu tiên đã cho hay rằng tòa án tối cao Colombia tiếp quản điều tra cứu trợ lý của Petro. Tòa án tối cao Colombia sẽ tiến hành điều tra cụ chánh văn phòng của Tổng thống Gustavo Petro sau khi mà ông đưa bà vào chính phủ với tư cách là giám đốc bộ phận thịnh vượng xã hội văn phòng tổng trưởng lý đã cho biết hôm thứ ba ngày 5 tháng 9, Laura Sarabia đã từ chức chánh văn phòng của Petro vào tháng 6 sau khi mà các công tố viên điều tra cáo buộc nghe lén điện thoại bất hợp pháp của hai nhân viên giúp việc ở gia đình. Nhưng mà cô ấy đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày thứ hai trong khi các công tố viên ban đầu mở cuộc điều tra về các cáo buộc vụ việc giờ đây phải chuyển lên tòa án tối cao. Văn phòng Tổng trưởng lý đã cho biết trong một tuyên bố, luật sư của Sarabia là Mario Gomez hôm thứ Ba đã nói với các nhà báo ở Bogota rằng cả thân chủ của ông lẫn nhóm bào chữa của bà đều không lo sợ về cuộc điều tra. Thưa quý vị, hồi tháng 6 thì Sarajevo đã báo cáo rằng khoảng 4.000 Mỹ Kim đã bị lấy từ căn hộ của cô ở phía bắc Bogota và sau đó bảo mẫu của con trai cô đã được đưa đến dinh tổng thống nơi cô và một nhân viên khác được kiểm tra nói dối và thẩm vấn về số tiền này. Bộ trưởng Tư pháp ông Francisco Barbosa đã cho biết vào tháng 6 người bảo mẫu đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Lũ lớn cuốn trôi xe cộ đồ đạc ở Hy Lạp. Kính thưa quý vị, một dòng nước mạnh đã cuốn trôi cây cối và phương tiện khi lũ lụt đã tràn vào bão Seatos của Hy Lạp vào hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 9. Video đã cho thấy là mọi người cố gắng lấy những chậu cây và một chiếc xe máy nhỏ khi nước tràn qua đường phố. Lực lượng cứu hỏa của Hy Lạp vào hôm thứ Ba cũng cho biết, là mưa xối xả đã làm ngập nhà cửa, các cơ sở kinh doanh và đường xá ở Hy Lạp và một người đàn ông đã bị thiệt mạng sau khi một bức tường đã bị sập do thời tiết xấu. Cơn bão Daniel đã tấn công miền Tây và miền Trung của Hy Lạp kể từ hôm thứ Hai, đã khiến cho hàng trăm cuộc gọi đến dịch vụ khẩn cấp để bơm nước chỉ vài ngày sau khi trận cháy rừng chết người đã kéo dài hơn 2 tuần đã được kiểm soát ở phía Bắc của đất nước. Một bản tin của Hoa Kỳ đã cho hay, McConnell kết thúc bài phát biểu đầu tiên kể từ khi đóng băng gần đây mà không đề cập đến sức khỏe. Lãnh đạo đảng Cộng hòa Thượng viện Hoa Kỳ ông Mitch McConnell đã không đề cập đến sức khỏe của ông vào ngày thứ Ba, ngày 5 tháng 9, trong một bài phát biểu đầu tiên tại Thượng viện kể từ khi bị đóng băng trong cuộc họp báo ở Kentucky hôm thứ Tư tuần trước. Thượng nghị sĩ 81 tuổi đứng hình hai lần khi mà phát biểu trong những tuần gần đây, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của ông. Và hôm thứ Ba, bác sĩ tham dự quốc hội đã công bố một lá thư nói rằng ông đã khám cho McConnell và nhận thấy rằng không có bằng chứng nào cho thấy nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa mắc chứng rối loạn, co giật hoặc là bị độc quỵ. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bản tin từ Việt Nam. CEO Thu Thủy lên tiếng về biến động giá cổ phiếu của VinFast trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast là bà Lê Thị Thu Thủy. Bộ hôm ngày 5 tháng 9 đã bác bỏ những lo ngại về sự biến động của giá cổ phiếu VinFast sau khi được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq ở New York và tin tưởng rằng tiềm năng của công ty trong bối cảnh hệ sinh thái xe điện đang mở rộng nhanh chóng ở Đông Nam Á, theo Nikkei Asia đưa tin và hãng xe ô tô khởi nghiệp của Việt Nam đã bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ vào hôm ngày 15 tháng 8 khi được niêm yết thông qua một công ty xét khống, vốn được lập ra để huy động vốn trong một đợt chào bán lần đầu ra công chúng là IPO. VinFast đã sắp nhập với Black Space Acquisition và đã được định giá là 23 tỷ Mỹ Kim. Ngay trong ngày đầu niêm yết thì cổ phiếu của VinFast đã tăng 210% từ mức hơn 10 Mỹ Kim cho một cổ phiếu trước khi thị trường mở cửa đã lên hơn 30 Mỹ Kim cho một cổ phiếu và người nắm giữ hầu hết số cổ phiếu của hãng là ông Phạm Nhật Vượng, là chủ tịch của tập đoàn Vingroup, đã lọt vào danh sách 30 tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes. Nhưng sau ngày đầu tăng mạnh, thì cổ phiếu của hãng xe điện Việt Nam lại lập tức lao dốc. Tại thời điểm trước phiên giao dịch vào hôm ngày 16 tháng 8, thì giá trị vốn hóa của VinFast đã mất đi 15 tỷ Mỹ Kim sau một ngày xuống 70 tỷ Mỹ Kim. Và hồi tuần trước thì giá cổ phiếu của VinFast lại tăng vọt, đã khiến vốn hóa của công ty này có lúc lên tới là 200 tỷ Mỹ Kim, đã trở thành hãng xe có giá trị lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Tesla của Hoa Kỳ và Toyota của Nhật Bản. Quay sang phần tin Á Châu, Indonesia cảnh báo ASEAN về sự cạnh tranh tai hại khi mà hội nghị thượng đỉnh Jakarta khai mạc vào hôm 5 tháng 9. Indonesia đã cảnh báo khối Đông Nam Á chớ nên bị kéo vào sự cạnh tranh giữa các cường quốc khi mà các nhà lãnh đạo khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhằm tìm cách xua tan lo lắng về những rạn nứt trong nỗ lực mưu tìm hòa bình cho Myanmar và tái khẳng định tính thích đáng của khối. Có nhiều khác biệt của họ thưa quý vị phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN gồm 10 thành viên, tổng thống Indonesia ông Joko Widodo đã kêu gọi khối đề ra một chiến lược dài hạn phù hợp và đáp ứng mong đợi của người dân. ASEAN đã đồng ý không trở thành ủy quyền cho bất kỳ cường quốc nào. Đừng biến con tàu của chúng ta thành một đấu trường cho sự cạnh tranh tai hại. Tổng thống ông Widodo, còn được gọi là với cái tên là Jokowi, đã nói, chúng ta với tư cách là những nhà lãnh đạo phải bảo đảm lèo lái con tàu này đi đúng hướng và chúng ta phải trở thành thuyền trưởng của nó để cùng nhau đạt được hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Thưa quý vị, được thành lập ở đỉnh điểm của chiến tranh lạnh vào những năm 1960 để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan rộng, khối ASEAN đã đa dạng về chính trị ưu tiên sự đoàn kết và không can thiệp vào công việc nội bộ của các thành viên. Kính thưa quý vị, những đối mới trong AI sáng tạo đã được chứng minh là phổ biến tại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc viết tắt là CIFTIS 2023 các thiết bị tiên tiến sáng tạo sử dụng trí tuệ nhân tạo tổng hợp ai đã trở thành điểm nhấn của hội trợ thương mại dịch vụ quốc tế trung quốc đang diễn ra thu hút du khách và những người đam mê ai đến tại điểm triển lãm hàng năm tại aiftis thì các sản phẩm và thiết bị ai sáng tạo luôn nằm trong số những triển lãm đã được tham quan nhiều nhất vào năm nay thì kính thực tế đã tăng cường ar do gã khổng lồ viễn thông China Mobile sản xuất cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách vì chúng đã cho phép người dùng hầu như là đắm mình vào sự hùng vĩ của một trong những khám phá văn hóa quan trọng nhất của Trung Quốc. Hang động Magao ở Đôn Hoàng, Cam Túc, phía tây bắc của Xi'an. Việc số hóa các hiện vật từ địa điểm này đang định hình lại trải nghiệm của mọi người về lịch sử bên ngoài môi trường bảo tàng thông thường. Su Xin đã cho biết là tôi rất ấn tượng khi xem những chi tiết tinh tế, thật tuyệt vời khi được đến gần di sản vĩ đại của lịch sử Trung Quốc. Đeo chiếc kính này, tôi cảm thấy mình như là đang quay trở lại lịch sử và trở thành một phần của hoàn cảnh đó. Một, một vòi là một công ty của Trung Quốc chuyên về công nghệ tương tác giọng nói và AI cũng đã sáng tạo đang trưng bày tại hội trợ và nói rằng công nghệ AI dự kiến sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của con người trong tương lai một lần nữa sứ mô viên bảo canh và lâm hùng xin cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi tin tức tổng hợp của đài ipc tv và chúng tôi cũng không quên cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình và xin chúc cho quý vị có một buổi trưa an lạc và hạnh phúc xin thân ái kính chào quý vị